nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về cái cách chúng ta đặt bức tượng ở giữa hai cái lục bình để thu hút tài lộc, mang một cái vận may đến cho gia chủ. Ở đây thì trên bàn chúng tôi đã để một bức tượng ở giữa và hai cái lục bình bằng gỗ lưu nghiến ở hai bên. Như quý vị có thể nhìn thấy ở đây, cái giá trị khi chúng ta trưng bày và hai cái trường phái, một là cái bức tượng ở giữa là bằng gỗ lưu kháo, màu sắc của gỗ lưu kháo nó là màu vàng, nó khá là bắt mắt, và hai bên là bằng gỗ lưu nghiến, một cặp lục bình rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Mà giá thành của nó thì rất là rẻ, tổng cả ba cái bức này thì nó rơi vào khoảng 25 triệu. Thế cho nên là chúng ta nhìn ở đây, chúng ta sẽ thấy được cái cách mà người ta trang trí, đúng không ạ, để chúng ta lựa chọn xem là cái vị trí của mình trang trí làm sao cho nó phù hợp. Hàng thì hàng VIP, những cái sản phẩm như thế này thì chúng ta được đánh giá là hàng VIP rồi, hàng độc lạ rồi. Hàng này chúng ta để chơi, để trưng bày, để thể hiện một sự đẳng cấp, một cái giá trị nghệ thuật rất là cao. Cho nên là đối với những cái giá trị như vậy thì tại sao quý vị không dinh cho mình một trong những cái giá trị này để trưng bày ở những cái vị trí sang trọng. Những nhà mà xây biệt thự, những nhà mà đang chơi theo lối phong cách hiện đại và phong cách đặc biệt thì nên lựa chọn cho mình một trong những cái giá trị này để chúng ta chơi theo cả bộ. Bình gỗ lưu nghiến này hiếm có trên thị trường, lưu rất là đều, rất là nhiều, rất là sáng. Và hàng gỗ lưu nghiến thì như quý vị cũng đã biết rồi, rất là quý hiếm, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng tôi đã để một bộ 3 món ở đây để chia sẻ cho quý vị, để quý vị chơi. Và quý vị có thể nhìn thấy một trong những hai cái cặp lục bình này, quý vị thích chọn đôi nào thì chúng ta chọn. Và chúng ta sẽ thấy được rằng cái giá trị nghệ thuật khi chúng ta trưng bày lục bình, nó thu hút tài lộc, nó mang một cái vượng khí đến cho gia chủ. Hai nữa là chúng ta lựa chọn những cái lục bình mà nó hiếm có trên thị trường, thì đó là cái cách chơi của mỗi người. Có những người chỉ thích chơi những hàng độc lạ thôi, còn có những người thì đi tìm những hàng phổ thông người ta chơi để cho nó rẻ. Nhưng những cái hàng độc lạ, những cái hàng càng chơi càng đắt, càng chơi càng quý, thì chúng ta phải nên lựa chọn những cái hàng như thế này. Từ cái lu, cái vân, cái chun của nó thể hiện cho chúng ta thấy được một sự sang trọng, một sự đẳng cấp, đúng không ạ? Nó khác hoàn toàn so với những cái hàng bình thường mà chúng ta đi mua các cái cây gỗ như là xà cừ hay là cây gỗ xoan hay là những cây gỗ rẻ tiền về chúng ta tiện thành lục bình. Những cái hàng đấy nó khác nhau hoàn toàn. Còn ở đây ấy, để mà đạt được những cái cặp lục bình như này, chúng ta đã phải tìm những cái phôi gỗ này mất hàng tháng, có những khi mất hàng năm trời mới được một cái cặp lục bình đều vân, đều chun, đều lu như thế này. Không hề dễ chút nào. Cho nên là mọi người nhìn thì mọi người cảm thấy là cái loại này thì thiếu gì, nhưng không phải. Khi quý vị đi đặt, quý vị mới thấy được cái giá trị của nó. Quý vị cứ thử đặt họ xem là họ lấy quý vị bao nhiêu tiền một đôi. Cái đôi này nó cao là 97, đường kính là 24. Đấy, rất là khó tìm trên thị trường được những cái đôi đều như thế này. Và nếu như quý vị nào cần thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại